Thưa quý vị và các bạn, căng thẳng, áp lực và nguy cơ lây nhiễm COVID-19 luôn thường trực. Nhưng những chiến sĩ áo trắng vẫn thầm lặng gánh trên vai sứ mệnh cao cả, chữa bệnh cứu người. Nhân kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những hình ảnh căng mình chiến đấu với dịch bệnh COVID-19 và tinh thần bền bỉ của các chiến sĩ áo trắng của tỉnh Hòa Bình, chống lại bệnh tật, cố giữ sinh mệnh cho các bệnh nhân được an toàn. Những hình ảnh này cũng như lời tri ân gửi đến các bác sĩ, đội ngũ nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch nhân ngày 27 tháng 2. Rồi. Với tôi thì hơn 13 năm làm chuyên ngành hồi sức cấp cứu rồi. Và cũng chưa một cái năm nào mà căng thẳng như cái năm nay, là liên tục chúng tôi phải đối mặt với này lằn ranh của cái sống và cái chết. Có đôi lúc bệnh nhân COVID vào đây trong tình trạng suy hấp rất là nặng, gần như chúng tôi cũng không, lúc đấy cũng chưa kịp làm xét nghiệm chẩn đoán gì cả, cũng vẫn phải cấp cứu như những bệnh nhân bình thường khác. Trước đây như nào thì bây giờ vẫn như vậy. Có lẽ là cảm xúc thì rất là nhiều, làm xong thì có anh em thì cũng lo lắng nhưng mà cũng động viên vệ sinh đảm bảo. Sau đó thì cũng rất nhiều trường hợp mặc dù bệnh nhân rất là nặng mắc COVID đó, nhưng mà vấn đề là đảm bảo tốt về an toàn nên không để anh em mà mắc trong cái tình trạng là trực diện phơi nhiễm với bệnh nhân. Và các cán bộ y tế thì phải nói là cũng đang rơi vào tình trạng khá là mệt mỏi. Tuy nhiên thì cũng vì tinh thần là hết lòng với bệnh nhân cũng như là về các đồng nghiệp nên là chúng tôi gần như là cũng ở lại viện là thường xuyên, và rất hạn chế cái tình trạng là cán bộ về nhà. Và nếu như có công có việc phải về thì cũng phải luôn tuân thủ 5K. Trước khi về là cũng phải tắm giặt sạch sẽ rồi đảm bảo khẩu trang mũ máu, gần như về nhà cũng chỉ trong chốc lát thôi. Cũng là một cái vấn đề là cũng không có nhiều thời gian để dành cho gia đình nhiều, nên là nhiều anh em cũng rất là rơi vào cái tình trạng cũng hơi căng thẳng một chút. Bản thân tôi thì cũng như vậy thôi, cũng rất mong anh em đồng nghiệp luôn luôn mạnh khỏe để cùng với chúng tôi là chiến đấu với lại đại dịch và cũng như chiến đấu với các bệnh nhân nặng khác, không hẳn là phải COVID đâu. Anh chị nhìn trong khoa thì rất nhiều những bệnh nhân nặng khác thì không phải là COVID, và cố gắng để giữ sức khỏe đến phút cuối cùng để không bị mắc bệnh. Còn nếu có mắc thì cũng sẽ chiến đấu đến cùng để khỏe, để có thể bảo vệ bệnh nhân và bản thân mình. Từ khi mà bệnh viện Dã chiến thành lập từ ngày 24 tháng 11 đấy ạ, chúng tôi là một trong số những người đầu tiên đến đây để thực hiện nhiệm vụ là điều trị F0 tại tỉnh Hòa Bình của bệnh viện Dã chiến tỉnh Hòa Bình. Thì vào đây thì với có những cái khó khăn thì thứ nhất là bệnh nhân thì lượng bệnh nhân thì rất là đông và các trang thiết bị thì lúc đấy là còn rất là hạn chế. Còn về phía cán bộ y tế thì thứ nhất là phải xa gia đình, con cái thì cũng hầu như là cũng còn nhỏ. Chúng tôi thì phải đối mặt với những cái tình trạng là bệnh nhân có nhiều người ta cái ý thức của người ta cũng không được tuân thủ theo cái 5K của Bộ Y tế, nên là rất khó trong cái việc nhắc nhở bệnh nhân chăm sóc và thực hiện thuốc của bác sĩ. Đấy, bệnh nhân không tuân thủ 5K. Đấy, cũng khắc phục nhiều để cố gắng để đẩy lùi cái dịch bệnh COVID này về. Vâng, hai bố con ở nhà nhớ đi ra ngoài nhớ đeo khẩu trang nhá. Anh nhớ rồi. Vâng, thực hiện đúng 5K nha anh nhá. Và cùng nhau chống lùi được dịch bệnh COVID nha anh nhá. Em lại bận rồi, em chào anh nhá. Vâng, em chào anh. Chào hai bố con. Bệnh của bố nặng lắm. Nó là vừa là suy thận này, viêm phổi này, là nhồi máu não. Từ hồi trước Tết thì đã xuống đây đã được các bác sĩ ở đây cấp cứu, chăm sóc rất nhiệt tình. Nhiệt tình thật sự. Tôi ở đây đến 10 hôm nay rồi tôi thận. Nhẹ nhàng, đêm 6 người dậy sáng tôi vẫn thấy 6 người đó vẫn đầy đủ làm việc lại cả ngày. Lại quay lại buổi tối vẫn thấy làm việc. Thật sự là tôi chẳng biết là các bác sĩ có về nhà lúc nào. Còn con cái thì chắc là cũng không có thời gian để chăm như kiểu thế. Đúng là xứng đáng là những chiến sĩ áo trắng trong cái mùa dịch này thôi. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng vừa đủ, cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim.